để làm chủ lệnh xoay đối tượng trong Palette Mask chính là lệnh Rotate, phím tắt của nó là phím tắt E. Các bạn có thể chọn đối tượng này, chúng ta chọn vào cái biểu tượng icon nó ở trên, Select and Rotate, hoặc các bạn nhấn phím E trên bàn phím để xoay nó. Nhưng mà trước khi nhấn phím này, chúng ta cùng làm quen và cùng thống nhất với hệ quy chiếu khi chúng ta sử dụng để nhìn cái đối tượng thế nào để chúng ta xoay nó chuẩn được. Thì có thể các bạn đã làm quen với cái thông số như sau: quay theo chiều kim đồng hồ là chúng ta mang thông số dương, quay ngược chiều kim đồng hồ là chúng ta mang thông số âm. Nhưng mà cái đó quy định vào đâu thì chúng ta cần phải thống nhất. Thứ nhất, nếu các bạn muốn các đối tượng của chúng ta theo cái quy luật mà tôi vừa đề cập thì các bạn phải chú ý như sau. Điểm nhìn của các bạn là tại vị trí 000 theo cái gốc tọa độ, tức là giao điểm của ba trục XYZ. Các bạn nhìn theo hướng dương của trục. Các bạn chú ý nhé, nhìn theo hướng dương của từng trục một thì các bạn xoay theo cái quy luật đó là đúng. Tôi có thể chứng minh như sau. Tôi chọn đối tượng. Các bạn chú ý là cái mũi tên của chúng ta đang có cái phương song song với trục X. Tôi đã xoay quanh trục X để kiểm chứng điều này. Tôi chọn lệnh xoay. Thì các bạn chú ý rằng ở lệnh xoay, các bạn nhìn chúng ta có ba cái đường. Thứ nhất, đường màu xanh lá ứng với xoay theo trục Y. Đường màu xanh đậm như xanh biển nó xoay theo trục Z, và đường màu đỏ xoay theo trục X. Nếu như ở cái góc nhìn này là tôi xoay theo trục X, tôi sẽ kéo từ trên này xuống dưới này, thì các bạn để ý rằng thông số ở trục X ở thanh trạng thái ở dưới này này, nó sẽ báo cho tôi là chúng ta đang xoay theo cái thông số dương, tức là chúng ta quay theo chiều kim đồng hồ từ trái qua phải mang thông số dương. Tôi có thể xoay theo góc nữa, các bạn thấy chủ động. Tại vì chúng ta xác định điểm nhìn đúng, chúng ta nhìn từ cái vị trí này chạy theo cái hướng của cái trục X này, hướng dương trục X chứ không phải hướng âm, thì tôi xoay theo cái chiều này nó báo chúng ta là thông số dương, và ngược chiều lại chúng ta thấy rằng thông số chúng ta hiện là thông số âm. Lần lại vấn đề này, tôi sẽ đảo cái chiều xoay của cái hướng mũi tên. Giả sử tôi chạy theo cái hướng mũi tên, các bạn thấy không, từ đuôi tới đầu đồng nghĩa với từ cái vị trí 000 tới cái hướng dương của trục X. Bây giờ tôi xoay ngược lại, bây giờ tôi nhìn ngược lại rồi, ngay cả cái trục tôi cũng đã quay ngược. Tôi cũng làm điều tương tự, tôi xoay theo trục X, bây giờ tôi cũng xoay theo hướng kim đồng hồ nhưng ngược lại. Bây giờ cái thông số X báo ở dưới này báo tôi có thông số âm, thì có nghĩa là điểm nhìn của chúng ta bị ngược thôi. Các bạn cần phải học thuộc lại quy luật tôi nhắc lại như sau. Nếu mà điểm nhìn chúng ta đúng từ điểm 000 theo hướng dương của trục thì quy luật theo chiều kim đồng hồ chúng ta đúng, thông số X của tôi đang báo dương, nó chạy trên này hoặc ở dưới này, và ngược chiều kim đồng hồ thông số báo âm. Còn nếu tôi nhìn ngược thì thông số của chúng ta bị ngược lại, tức là thông số theo chiều kim đồng hồ sẽ âm và ngược chiều kim đồng hồ sẽ dương. Quan trọng là cái điểm nhìn chúng ta đúng hay không thôi, các bạn cần xác định đúng cái vị trí này. Ngoài ra chúng ta có thể xoay cái đối tượng này theo cái trục Y. Ví dụ điểm nhìn chúng ta đúng là điểm nhìn này, bởi vì nhìn từ trước vào là từ đây. Chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ, đối tượng của chúng ta báo Y dương, còn ngược lại đối tượng báo Y âm, và trục Z tương tự như vậy. Trục Z hướng nhìn đúng nhất là từ dưới lên, tôi có thể xoay một góc từ dưới lên trên này. Tôi xoay thế này là theo chiều kim đồng hồ, nó báo dương ở vị trí này, còn ngược lại báo âm. Còn nếu tôi nhìn ngược từ trên hướng dưới, nhìn ngược trục, các bạn thấy không, trục từ dưới đi lên trên mà, bây giờ tôi lại nhìn ngược từ trên hướng dưới tôi xoay, thì rõ ràng thông số bây giờ báo tôi là âm, theo chiều kim đồng hồ báo âm và ngược chiều kim đồng hồ báo dương. Thì các bạn chú ý cái điểm nhìn của chúng ta phải xác định cho thật chính xác. Chúng ta có hai thành phần tiếp theo. Cái vòng tròn ngoài cùng này chúng ta sẽ xoay theo góc nhìn. Các lấy điểm nhìn của các bạn vào màn hình là vuông góc, còn trong này chúng ta xoay tự do theo cả ba trục. Để hiểu hơn về cái lệnh rotate, tức là lệnh xoay trong 3D Max, thì các bạn bật cái file ghế lên. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát trên bốn nhìn và chúng ta sẽ xoay. Đầu tiên tôi chọn cái ghế. Các bạn để ý thấy ngay rằng đối tượng của chúng ta gồm các cái trục cũng đỏ, xanh lá và xanh biển, là chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xoay theo các trục. Ví dụ như tôi xoay theo trục Y, trục
màu xanh lá. Các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta bắt đầu xoay, và các bạn quan sát trên bốn vùng nhìn để chúng ta nắm được cái quy luật của cái xoay này như thế nào. Tiếp theo là trục tiếp theo tiếp là cái trục Z. Nhưng nếu để ý các bạn sẽ thấy rằng trên bất kỳ vùng nhìn nào tôi bấm vào tôi xoay thì cái ở dưới này này, thanh trạng thái này sẽ luôn báo tôi là nó chỉ chạy trục Z thôi, không chạy trục nào khác. Thậm chí cả cái trục này cũng chỉ báo chạy trục Z thôi. Nó chỉ khác nhau là báo thông số âm hay dương mà thôi, hay là trên cái trục này cũng vậy. Bài tập của các bạn là giải thích cho tôi tại sao cái đối tượng này trên bốn thành phần trục này nó đều báo cho tôi là chỉ chạy trục Z, không chạy trục khác. Giả sử như chúng ta đã chắt xoay đối tượng này một góc mà chúng ta không biết là góc bao nhiêu độ, và tôi muốn đưa cái đối tượng của chúng ta về cái vị trí ban đầu, tức là tại vị trí chúng ta chưa xoay, thì các bạn chọn một hoặc nhiều đối tượng mà các bạn định cho nó về vị trí ban đầu. Các bạn nhấn phím F12 đây, kích hoạt hộp thoại Transform Tay, tức là hộp thoại Rotate Tay. Các thông số ở cái ô Offset này là nó báo cái đối tượng chúng ta đã xoay bao nhiêu độ so với cái đối tượng gốc rồi. Tôi chỉ cần trượt phải vào các mũi tên bên dưới là đối tượng chúng ta về đối tượng ban đầu ngay lập tức. Đó là cách nhanh nhất chúng ta xử lý là đưa các cái đối tượng đã bị biến đổi xoay về cái vị trí ban đầu mặc định của nó. Tôi tắt hộp thoại lại đi và bắt đầu kết thúc cái lệnh rotate xoay tại đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn một cái lệnh mà hỗ trợ lệnh xoay này như sau. Phím tắt của nó là phím tắt A, và cái biểu tượng của nó là hình nam châm đây. Thực ra cái biểu tượng này và cái công dụng của cái lệnh này như sau. Nó sẽ làm tròn góc xoay các bạn. Chúng ta có thể quy định cho nó xoay bao nhiêu độ một lần. Giả sử như tôi kích hoạt nó lên, các bạn chú ý rằng mỗi lần xoay, giả sử xoay trục Y, các bạn chú ý trục Y đấy này, nó sẽ báo xoay 5 độ một lần. Đây là số độ mặc định. Tôi xoay 5 này, 10 này, 15 này, 20, 25, 30, 40 hoặc về 0 nếu muốn. Còn đâu nếu muốn ấn định cái số độ này, chúng ta làm như sau. Các bạn chuột phải vào cái biểu tượng của nó thì số độ ở phần góc này, em giả sử tôi cho 30 độ một lần, rồi tôi đánh dấu nhân đóng lại thì mỗi lần xoay của tôi bây giờ là 30 độ. Các bạn thấy không? Vị trí đây báo 30 độ này. Tôi xoay tiếp tôi báo 60 độ. Xoay tiếp báo 90 độ. Hoặc là tôi về 0 độ. Các bạn chú ý phím tắt của nó là phím tắt A trên bàn phím. Muốn bật tắt thì các bạn chỉ cần nhấn phím tắt một lần mà thôi.